Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Chine. Trong tập 17 phần 7 của Tiêu Viêm Đại Chiến Hồn Tộc, Dược Vạn Quy đã bật đầu khí lên. Tiêu Viêm tuyên bố một chuyện. Năm đó hắn đã từng phát biểu là mạng của Dược Vạn Quy sẽ do hắn giết. Tiêu Viêm đã tỏa ra mùi của Đấu Thánh năm sao hậu kỳ. Chuyển sang tập 18 phần 7 của Tiêu Viêm Đại Chiến Hồn Tộc. Anh em giang hồ tông phái khác đang có mặt nhìn thấy Tiêu Viêm ăn cơm hay ăn gì mà mạnh thế. Kể cả Dược Vạn Quy cũng sợ Tiêu Viêm luôn không gánh nữa. Các trưởng lão dược tộc đã xuất hiện trên bầu trời quan sát xem chỗ này có sự kiện gì. Dược Vạn Quy đã trình bày việc ở đây là thằng Tiêu Viêm đã ngáo đá đánh chết người rồi. Các trưởng lão mau về bắt Tiêu Viêm hộ tôi cái. Chứ mình tôi đánh hắn tôi bị đắp mộ ngay. Một ông già trưởng lão muốn làm hòa với Tiêu Viêm. Tiêu tộc của Tiêu Viêm năm đó cũng có quan hệ tốt với dược tộc. Nhưng lần này Tiêu Viêm ra tay đánh người dược tộc phạm pháp hơi mạnh nha con. Tiêu Viêm cũng không quan tâm cho lắm. Thằng nào tôn trọng hắn, hắn sẽ tôn trọng lại. Còn thằng nào bố láo hắn sẽ tẩn thằng đó. Trở lại với Dược Vạn Quy muốn Tiêu Viêm giải quyết chuyện chỗ này thế nào. Tiêu Viêm yêu cầu thằng Dược Vạn Quy xin lỗi dược lão ở chỗ này. Một trưởng lão dược tộc cho rằng Dược Vạn Quy đã sai. Nhưng Tiêu Viêm đã tát một số người dược tộc nằm la liệt ăn vạ dưới mặt đất coi như hòa. Do đó Tiêu Viêm không đồng ý giảng hòa. Dược Vạn Quy không xin lỗi hắn sẽ thanh toán tổ chức đám ma cho hắn. Một số trưởng lão dược tộc có định ra tay với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã bật con lửa dị hỏa tính đến điều hỏa thằng nào dám xông lên. Tiêu Y đã phun lửa ngăn đám trưởng lão muốn tiếp cận Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lao lên đánh một trưởng hoàng tuyền chỉ vào Dược Vạn Quy. Vạn hỏa trưởng lão Đấu Thánh sáu sao dược tộc đã xuất hiện lên tiếng ngăn cản Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm còn đánh mạnh hơn, khiến Dược Vạn Quy cũng đánh một trưởng vào Tiêu Viêm. Bàn tay của Dược Vạn Quy đã bị thủng một lỗ chảy máu. Và người Dược Vạn Quy đã bị đánh bay hơn 200 mét, đồng thời đã phọt máu mồm trên. Dược Vạn Quy đã liều chết với Tiêu Viêm. Hắn đã lao đến chỗ Tiêu Viêm vứt ra một bột phấn độc axit ăn mòn. Tiêu Viêm đã dùng tay bóp cổ Dược Vạn Quy. Vạn Hòa trưởng lão đã lao đến đánh một trưởng phóng lợn đinh ba khoảng vài trăm mét vào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm dùng chân đạp xuống đất tạo ra một cột dung nham đánh bay phóng lợn đi chỗ khác. Tiêu Viêm bóp cổ Dược Vạn Quy đến chết. Vạn Hòa trưởng lão đánh một trưởng vào Tiêu Viêm, khiến thằng Dược Vạn Quy lựa thời cơ chạy ra chỗ khác. Tiêu Viêm cho Bắc Vương ra lùa theo Dược Vạn Quy. Hắn đã đỡ một trưởng với Vạn Hỏa, khiến không gian xung quanh nứt hết. Hai người Tiêu Viêm và Vạn Hỏa đã lùi về phía sau. Hiện tại Tiêu Viêm đã túm lấy cổ của Dược Vạn Quy. Vạn Hỏa đã nói chuyện với Tiêu Viêm đây là dược tộc. Tiêu Viêm cho biết hắn không hề đến đây gây chuyện gì hết. Chỉ có thằng Dược Vạn Quy tìm hắn và Dược Trần gây chuyện. Lúc này Tiểu Y đã bay từ trên trời đứng trên vai Tiêu Viêm. Còn Khôi Lôi Bắc Vương Đấu Thánh sáu sao chặn Vạn Hỏa. Do đó Vạn Hỏa trưởng lão thấy đội hình Tiêu Viêm quá mạnh. Ông đã một mồm xin lỗi thay Dược Vạn Quy về chuyện ngày hôm nay. Khiến đám trưởng lão dược tộc có nghe lầm không? Vạn Hỏa đã cho đám trưởng lão im mồm không nói gì hết. Nên Tiêu Viêm cũng bình tĩnh hơn. Vạn Hỏa nói chuyện với Tiêu Viêm đến dược tộc không phải gây chuyện đánh nhau với Dược Vạn Quy. Tiêu Viêm đã nhìn dược lão đưa ra ý kiến. Dược lão đã đồng ý với Vạn Hỏa trưởng lão đã xin lỗi. Mọi người hãy bỏ qua. Lúc này Tiêu Viêm cũng chào Vạn Hỏa hẳn hoi. Lần này hắn cùng Dược lão đại diện Thiên Phủ Liên Minh tham gia dược tộc. Dược lão lấy danh hiệu minh chủ. Vì vậy các trưởng lão dược tộc hãy xem lại cách ứng xử. Còn hơi quá với dược lão Thiên Phủ Liên Minh mới thành lập xe đấm cả dược tộc. Vạn Hỏa lại xin lỗi hai người Tiêu Viêm. Là Dược Vạn Quy hơi bố láo. Tí nữa ông sẽ cho hắn một biên bản phạt tôi. Vạn Hỏa đã bắn một luồng ánh sáng vào người dược tộc bị Tiêu Viêm đánh dưới mặt đất. Những người này có thái độ lăng mạ khách, điều chuyển công tác giáng chức, trục xuất ra khỏi ngành và núi Dược Sơn 10 năm. Sau đó Vạn Hỏa cho quân đội thiết vệ dược tộc đem đám người đó đi. Lúc này Vạn Hỏa hỏi Tiêu Viêm xem cách xử lý của ông thế nào. Tiêu Viêm vừa cười vừa trả lời Vạn Hỏa là người liên minh. Vì vậy Vạn Hỏa sắp xếp chỗ ở cho dược lão và Tiêu Viêm. Kèm theo Tiêu Viêm cũng là bác sĩ luyện dược. Tiêu Viêm hãy đăng ký thi đấu. Do Dược Điển là cuộc thi có danh hiệu đệ nhất luyện dược sư đại lục, nên Tiêu Viêm khẳng định toàn bộ trình độ luyện dược đều do dược lão truyền lại. Nếu được hắn cũng thi đấu xem ai mới là người giỏi nhất. Sau đó Văn Hòa cùng các trưởng lão dược tộc lên đường đi về nơi tổ chức. Tiêu Viêm đề nghị dược lão đi xem chỗ này đang chuẩn bị thi xem sao. Hai người Tiêu Viêm dược lão đi theo đám trưởng lão dược tộc. Hiện tại trên một đỉnh núi tại quảng trường thi đấu,
Tiêu Viêm đang ngồi trên ghế đá trên khán đài. Văn Hòa đã mời Tiêu Viêm và Dược Trần đến chỗ ông ngồi. Rất nhiều người đang có mặt lại viết bình luận. Dược Trần và Tiêu Viêm là người Thiên Phủ Liên Minh cũng đến. Hay Dược Trần cũng là người Dược tộc, nhưng ông ấy đã bị đuổi. Thậm chí có người đang thấy Dược tộc sẽ phải tiếc Dược Lão. Trở lại với Dược Lão, ông thấy Tiêu Viêm xử lý rất thông minh. Khi lấy danh phận Thiên Phủ Liên Minh lại có vị trí tốt ở chỗ này. Dược Lão cũng cảm ơn Vạn Hòa trưởng lão đã sắp xếp cho ngươi. Sau khi ổn định cho ngươi, Dược Lão kể sơ qua các vòng thi Dược Điển. Vòng 1 không có gì quan trọng. Vòng này dành cho các thanh niên thi. Vòng cuối mới là vòng quan trọng trước vô địch. Tiêu Viêm thắng vòng này sẽ có danh hiệu top 1 luyện dược đấu khí đại lục. Tiêu Viêm nói thẳng luôn với Dược Lão. Danh hiệu nhất hay nhì hắn không quan tâm. Tiêu Viêm sẽ chứng minh với Dược tộc. Năm đó đuổi Dược Lão ra khỏi nơi này là sai lầm. Dược Lão nghe vậy đã cười. Nhưng ông cũng dặn Tiêu Viêm. Dù trình độ luyện thuốc Tiêu Viêm đã chuẩn rồi, nhưng muốn thắng ở Dược Điển cũng hơi khó. Vì người Dược tộc vòng cuối, trình độ luyện dược của họ hơn đan tháp gấp nhiều lần. Nói lúc này Dược Đan tộc trưởng đã xuất hiện. Dược Lão cho biết Dược Đan trình độ đấu thánh vậy sao. Chuyển đến chỗ Dược Đan trên bầu trời, Hanna cảm ơn mọi người đến đây dự Dược Điển. Dược Đan đã phi xuống chỗ Dược Lão. Tiêu Viêm cho Bắc Vương ra ngoài. Dược Lão đã chào tộc trưởng Dược Đan. Dược Đan đã nói chuyện với Dược Lão và nhìn Tiêu Viêm. Họ đã nhìn nhầm Dược Lão. Sau đó Dược Đan đi đến ghế ngồi của mình. Thần nông lão nhân đã từ trên trời phát ra tiếng chào Dược Đan, là đã chịu tu luyện đi ra. Thần nông lão nhân tay cầm quải trượng ngồi trên nồi đốt thuốc bay đến. Dược Lão thấy thần nông lão nhân, ông cũng bất ngờ về thần nông lão nhân xuất hiện. Trở lại với Dược Đan đã chào thần nông, là ông vẫn đang còn sống à. Thần nông từ trên nồi đốt thuốc đứng dậy. Ông không ngờ Tiêu Viêm lại đạt đến linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Tiêu Viêm cũng chào thần nông. Lúc này một hồn tộc hồn hư tử đã xuất hiện. Hắn đã chào tộc trưởng Dược Đan. Là Dược tộc không mời hắn đến cũng tự đến. Dược Lão giật mình về hồn hư tử. Tiêu Viêm được Dược Lão kể về thiên tài của tiểu đan tháp lần trước. Hồn hư tử chính là người phản bội đánh thầy của hắn tháp chủ đan tháp bị thương. Dược Lão giới thiệu về hồn hư tử trong hồn tộc. Ngay cả hồn diệt sinh chức vị dưới hắn. Nếu Tiêu Viêm chặt được hồn hư tử, khả năng kế hoạch thu thập linh hồn sẽ mất hiệu quả. Ngoài ra Dược Lão đánh giá rất cao về trình độ luyện dược của hắn. Khi hồn hư tử được tháp chủ tiểu đan tháp nhận làm học trò, chuyển đến chỗ các trưởng lão Dược tộc. Họ đang thảo luận truyền hồn hư tử đến đây làm gì. Khi Dược tộc không hề mời hắn, và truyền hồn điện bắt linh hồn có liên quan đến hồn hư tử, hay không để hồn hư tử phá Dược Điển. Trở lại với hồn hư tử lên tiếng châm gió, là mọi người không muốn tiếp hắn. Văn Hòa đã trả lời, Dược tộc không mời hồn tộc, vì cổ tộc và hồn tộc đang bị nghi vào danh sách giết linh tộc và thạch tộc. Nhưng hồn hư tử giải thích, hồn tộc đang muốn chứng minh mình sạch sẽ, nên hôm nay mới đến Dược Điển thi xem sao. Nếu Dược tộc phong hắn trở thành top 1 Dược Điển, hắn sẽ quay xe đi về luôn. Trở lại với Dược Đan tộc trưởng, ông quyết định cho hồn hư tử cứ thi thoải mái, chỉ cần không phạm pháp đều được hết. Còn nếu phạm luật Dược Đan sẽ ra tay đánh chết. Lúc này Vạn Hỏa xin ý kiến của Dược Đan có ổn không? Dược Đan cũng nghĩ kỹ rồi, nếu đuổi hồn hư tử trước mọi người thì sẽ bị đồn là đuổi khách. Sau khi hồn hư tử được ở lại, hắn đã đi xuống ghế ngồi cách chỗ Tiêu Viêm một đoàn. Hồn hư tử đã nói chuyện với Dược Lão. Hắn ở trong hồn giới nghe được học trò Tiêu Viêm đang rất nổi. Dược Lão đã chọc hồn hư tử. Danh tiếng Tiêu Viêm không nổi bằng hồn hư tử từng chém cả thầy giáo của mình, nên hồn hư tử không quan tâm đến chuyện chém thầy của mình khi hắn là người của hồn tộc. Thậm chí hồn hư tử còn kể ơn của mình đối với Dược Trần. Là thời Dược Trần bị hồn điện bắt, ông muốn cho Dược Trần làm cho hồn tộc, còn lúc đấy có mà bị đánh chết từ lâu rồi. Tiêu Viêm thấy Dược Lão không nói gì, hắn đã ra lệnh cho Bắc Vương đánh một trưởng vào hồn hư tử. Hồn hư tử đã dịch chuyển sang chỗ ghế ngồi khác. Hắn nhìn Tiêu Viêm bật đấu khí. Dược Đan đã lên tiếng, hồn hư tử phạm luật sẽ bị đuổi khỏi Dược tộc, do đó hồn hư tử không ra tay đánh nhau với Tiêu Viêm nữa. Sau đó Dược Đan đã tuyên bố cuộc thi Dược Điển bắt đầu. Cảm ơn anh em đã xem hết video.